đây ba cái là xong rồi. Không, còn chiều ngang này thì nó làm hai nhát là xong. Còn cái này á, mà nếu mà chiều dài này á, thì thấy này nó rất là nhiều lần nó mới xong được lâu lắm nha. Cái kéo này làm thủ công một chân thôi. Ủa anh ơi, cho em hỏi cái kéo này mũi nó nặng quá, bây giờ em cắt này nó ngoằn ngoằn nè đó, mà cắt lâu nữa nè đó, nó không có thẳng nữa nè anh. Bây giờ em muốn có một cái kéo này mà em cắt cho nó một hai nhát là nó thẳng với lại nó nhanh hơn không anh? Anh chỉ cho em đấy anh. Loại kéo này mũi ngắn quá ha. Anh có cái loại mũi kéo nó dài, để lấy cho em xem nha. Đây nè em, đây cái kéo này nè, cái mũi nó rất là dài nè. Đấy, cái này mũi nó ngắn thì mình cắt nó lâu, nhưng mà cái này mũi nó dài. Đây thử cho em coi nha. Đây, đây như này, như tờ giấy A4 nè, anh cầm không. Này một phát là xong rồi, phải không? Rất là nhanh. Đâu, lấy tờ giấy khác thử cho em coi nha. Tờ giấy này nó dụng rồi. Đây, đây tờ giấy A4 lấy chiều dài luôn nè. Đây, đây ba cái là xong rồi. Không, còn chiều ngang này thì có tầm hai nhát là xong. Còn cái kéo này á, mà nếu mà chiều dài này á, thì em thấy nè, rất là nhiều lần nó mới xong được. Lâu lắm nha. Cái kéo này để làm thủ công rồi chơi thôi. Còn nếu mà em muốn cắt giấy mà em sử dụng kéo này thì ok nha. Thì cái kéo này á, chiều dài của nó tới 250 cm. Là cái kéo này chiều dài của nó là tổng chiều dài này có 170 cm thôi. Anh nghĩ là nếu mà em sử dụng nhiều, em hay cắt á, thì em sử dụng cái kéo dài này nha. Cái kéo này nó bằng thép nha, nó không có bị rỉ đâu, bén lắm. Đó, nghe không? Nó sẹt dữ ha. Mũi nó dài. Đây, so sánh hai kéo này, thấy không? Cái này nó dài gấp đôi luôn, gấp đôi này.